Quốc Cường hân hoan chào đón toàn thể quý vị đang đến với chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón hai đội, đó là đội chủ nhà gồm ca sĩ Chí Thiện và diễn viên Khải Như. Và đội khách mời, ca sĩ Ngọc Anh và ca sĩ Dương Hoàng Yến. Chào chị Ngọc Anh, chào bạn Yến, chào quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay ạ. Chào. Với Chí Thiện và Khải Như thì Cường gặp hoài rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Cường có gặp hai cô gái rất là xinh đẹp này. Và một trong hai người là tuổi thơ của Cường luôn, đó là chị Ngọc Anh. Dạ đúng rồi. Cường còn nhớ là hồi trước cái băng cassette á, lần đầu tiên nghe đó là nhạc Phú Quang, album đó là Trong Ánh Chớp Số Phận. Và chị Ngọc Anh là hát bài chủ đề đó luôn. Là lúc đó em còn đang ở dưới quê, là em còn nhỏ xíu mà. Và em đã mê chị. Cảm ơn Cường rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay. Những người bạn thân, những người bạn đồng hành, hợp cả với nhau. Vậy thì xin mời đội chủ nhà trước. Dạ, từ em đi ha. Bạn mà hợp cả và bạn mà, nếu như mà mình dùng cái từ là tri kỷ á, thì thường là những người bạn từ hồi niên thiếu của mình. Em thì em có những người bạn mà chơi với em chắc phải gần 20 năm, là bạn học từ đi học rồi sau này mỗi người một ngành nghề. Nhưng mà có một cái hay của tri kỷ đó là do dù mình làm cái gì mình không có gặp nhau, nhưng mà khi mà gặp nhau là giống như có cảm giác là mình chưa bao giờ xa nhau, và nói cái gì cũng dành cho nhau cái sự tin tưởng nè, luôn luôn là đứng về phía mình, cảm giác được bảo vệ nó an toàn lắm, em thích lắm. Dạ. Này, còn em thì không có được như là Như, sẽ có những người bạn mà có thể xuyên suốt với mình một quãng đường dài như vậy, nhưng mà em lại rất là trân trọng những người bạn mà có thể làm việc chung với em và hợp cả, có thể gọi là nói một câu nào mà mình hiểu luôn cái câu sau người kia muốn gì. Và ý của người đó là gì, là chắc là Như với lại Nguyễn Mạnh Cường á, hai người hiểu được ý của em và trời ơi Như ơi thì hợp cả ơi, có nghĩa là mình đã trở thành bạn hợp cả. Trời ơi, mình hiểu ý chứ vậy. Không phải đâu, tụi mình mà nếu như mà tụi mình nhảy đúng là tụi mình không hiểu ý nhau. Mà quan trọng của mình là mỗi người một phong cách. Đúng rồi, tụi mình lệch nhịp nhưng mà tụi mình vẫn hòa quyện vào nhau. Hòa quyện trong cái sự lệch đó đó. 3, 2, 1. Tăng 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 tăng. Hey hey, luôn chị. Tăng 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 tăng. Khoan khoan, khoan bây giờ, khoan này bây giờ mình đánh lại, tại vì em thấy trong ánh mắt của chị Ngọc Anh đó nhìn ba anh em mình kỳ dị lắm. Nhưng mà phong cách của mấy tụi em vậy nha chị. Chị đang đắm chìm trong cái sự chiêm ngưỡng em đấy. Chị ơi, có nghĩa là mấy tàng tàng tàng. Bởi vì mấy tụi em là nhảy tập thể, nhưng mà chị chiêm ngưỡng là chị chiêm ngưỡng cá nhân. Là chiêm ngưỡng bạn Như hả chị? Bởi là... vì bạn ấy dễ thương, bạn xinh đê kia cơ mà. Riêng cái đoạn này em mong chương trình đừng cắt. Em cảm ơn chị rất là nhiều. Em nghĩ là đó là một cái lời động viên rất là lớn luôn. Tại vì chị cũng là thanh xuân của em. Mà hồi nãy em gặp chị trong hậu trường á, em không có dám lại chào, tại em thấy chị đang nói chuyện. Em ngồi cái hồi chị qua, chị nói với em là chị rất là quý Như á. Tự nhiên trái tim của em nó thổn thức. Dạ. Chị thấy cái gì là chị phải nói thật cái đấy. Dạ, ôi, thích quá. Cái gì là phải nói thật. Dạ, với một người mà rất thẳng thắn như thế thì người bạn đồng hành với chị và người bạn tri kỷ, người bạn thân của chị như thế nào ạ? Ngọc Anh thì rất là may mắn là cả cuộc đời của mình ấy, từ khi mà 5 tuổi, 6 tuổi cho đến giờ này, những người bạn mình vẫn gặp lại. Mỗi một quá trình đều có những người bạn đến với cuộc đời của mình luôn ở lại, chứ chưa có ai là mình phải có chuyện gì để mà phải ra đi cả. Người mà mình có thể là chia sẻ tất cả mọi thứ, chia sẻ từng tí nhỏ nhỏ. Ngọc Anh nghĩ rằng là nói là quản lý thì cũng không phải, mà trợ lý thì cũng không phải. Bạn luôn luôn ở bên mình. Và những cái bài hát hay những tác phẩm mà Ngọc Anh hát, các album, tất mọi thứ liên quan đến âm nhạc thì cũng là bạn ấy hướng cho mình biết là bài nào sẽ hợp và bài nào là không nên hát. Thì có phải là tri kỷ không? Là tri kỷ ạ. Là tri kỷ không? Dạ vâng ạ. Thì đấy là bạn Lực, Nguyễn Lực. Dạ vâng. Còn với Dương Hoàng Yến thì như thế nào? Với em thì thực ra em là một người trước đây thì siêu hướng nội. Thế là em siêu hướng nội đấy ạ. Và em cũng không phải thực sự là có quá nhiều bạn. Thì đến tận bây giờ có những người bạn ở chơi tận 20 năm rồi, khoảng tầm 1 năm trở lại đây. Thì cũng rất là may mắn khi cũng gặp những người bạn đã giúp cho em vượt qua được rất là nhiều những cái thăng trầm trong cuộc sống này. Cảm ơn những chia sẻ của Dương Hoàng Yến. Cảm ơn đời vì chúng ta đã có những người bạn như thế. Còn giờ thì xin mời hai đội về vị trí của mình nào. Xin mời. Đầu tiên
thì cả hai đội sẽ được ban tổ chức gửi tặng là 10.000 điểm. Tuy nhiên qua mỗi vòng, nếu như mình chọn nhầm một ca sĩ mà đó là ca sĩ thật thì mình sẽ bị trừ đi 2.000 điểm. Cuối chương trình, đội nào có nhiều điểm hơn, đội đó sẽ là đội chiến thắng. Và giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của 6 ca sĩ đêm nay với ca khúc Đừng Là Một Thoáng Mê Say. Dậm chân vắng lý, dõi theo xuôi ngàn lá rêu gió mây tràn hòa bên đồi. Vài ba nếp nhà lẫn trong khói sương là đà kia rồi, dòng sông dẫn về cô hương. Về chốn cũ, dừng bước phiêu du, thỏa lòng cùng mây nước núi rừng rừng sương mù. Nhìn nơi xưa, chờ mình sau mưa, đêm từ nàng quê nữ ngóng cô nhân đã về chưa. Trăng lên ngã bóng bên hiên, rèm ngọc nhà ai đó có nàng đánh ra nhìn. Làn má thắm nụ cười khoe duyên, làm mộng đẹp oai nghiêm quên dấu cành thâu triền miên. Xuôi dòng sông dương liễu buông tơ mây, thuyền trên bên người ca nữ reo cung đàn. Trăng vàng bên thềm dạ lan trắng, hoa nguyệt cùng say đắm khúc cô hương thành bình ca. Mây trôi ngàn phương, sóng gió cuốn muôn hương, theo chân người cô lữ vạn nẻo đường. Bao mơ ngô vẫn ước nguyện một ngày nhìn lại quê cũ. Cảm ơn vũ đoàn Diplo. Vừa rồi là ca khúc Đừng Là Một Thoáng Mê Say với phần thể hiện của 6 ca sĩ bí ẩn đêm nay. Và 6 ca sĩ bí ẩn của chúng ta, họ chỉ biểu diễn trên giọng hát đã thu sẵn. Và bây giờ thì nhiệm vụ của cả hai đội, chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái phán đoán đầu tiên. Xin mời đội chủ nhà. Ca sĩ bí ẩn số 1 và ca sĩ bí ẩn số 6 là giống như không hòa vào tiết mục nữa, mà là làm riêng một cái tiểu phẩm riêng. Thì ở đây em chỉ thấy được 4 ca sĩ bí ẩn thôi, là từ số 2, số 3, số 4, số 5. Em thấy được là chị số 5 á, là chỉ có những cái giây phút mà chỉ giống như là thênh thang cuộc đời này còn có mình tôi trên sân khấu gì đó. Cứ nhìn xuống như này rồi nhìn qua, nhìn như vậy nè. Thì em lại có cảm giác là một cái người không thường xuyên biểu diễn trên sân khấu lắm. Người thường xuyên biểu diễn trên sân khấu, cho dù có diễn xuất như thế nào thì cái ánh mắt của họ, họ cũng sẽ cố gắng tìm camera hay là tìm khán giả của mình. Nhưng không, cô gái này không tìm ai cả. Còn chàng trai số 1 á, là biết múa, biết biểu diễn trên sân khấu, là khi mà múa là ngón tay của bạn nó sẽ có cấu trúc cái tay như vậy. Thì em thấy được là bạn này có một kỹ năng biểu diễn, nhưng em không chắc là ca sĩ. Và những cái nhịp của bạn nó nghiêng về diễn viên nhiều hơn một chút xíu. Hai người mà em cảm thấy mà có thể là tình nghi là ca sĩ nhất là bạn số 3 và bạn số 4. Bởi vì có thể vì những người xung quanh quá rối thì cái sự điềm tĩnh lại làm cho mọi người yên tâm hơn chút xíu. Thì em thấy được cái điều đó là như vậy ạ. Cảm ơn những chia sẻ đến từ đội chủ nhà. Vậy thì đội khách mời có những cái nhận xét sơ khởi như thế nào ạ? Ngọc đúng không chị? Bạn Ngọc là bạn ấy... Bạn số 6. Đấy, bạn số 6. Mà ra trong đầu em thì em cũng có ý giống của chị, như là bạn áo hồng. Nhưng mà em nghĩ là chả lẽ lại cho cả hai bạn
đều một cái phong thái rất đĩnh đạc là lại thành một cặp đôi với nhau. Trời ơi, chị gọi Bào rồi kêu người ta bằng Ngọc là... luôn. tôi tưởng là coi như Hoàng Yến cổ biết tên người này tôi cũng hết hồn, ai về là Yến màu xanh ngọc. Bạn Hồng mà bạn Ngọc. Bạn Hồng Ngọc. Nói hồi á, không, tưởng vừa quen. Chứ là tưởng là lộ kết quả rồi không à. Ai về lộ kết quả thêm màu áo. Để phân vân giữa hai bạn đó. Yeah. Nhưng mà bạn 3 và bạn số 4 là nghi nhất ạ. Nghi là... Ủa mình không hỏi mù mà chị. Em vừa nói là đồng ý cười giống bạn đó rồi. Đội bên đấy, kia rất là ổn các bạn. Lộn. Trời ơi. Trí nhớ hay quay trở về với Thiên Hoàng Yến. Chị em mình thật thà lắm em ơi, không vơ ấy được rồi. Thôi rồi. Dạ, thôi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất là quan trọng, đó là cược khởi điểm ạ. Xin mời. Bình thường lên. Đây là cược khởi điểm của đội chủ nhà. Và đây là cược khởi điểm của đội khách mời. Và bây giờ thì hai đội chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ khó khăn hơn. Đó là chúng ta sẽ chọn ra một ca sĩ bí ẩn nào mà mình nghĩ đó không phải là ca sĩ thật để loại. Dạ, như em thì em thấy là bạn số 5 là bạn hay lang thang mà. bạn ấy không có một điểm gì nào cả. Bạn ấy chưa thực sự có cái kinh nghiệm biểu diễn. Nhưng mà biết đâu lại là bạn ấy cố tình thì sao ạ? Và cuối cùng là dạ, đội khách mời đã chị quyết định số 5 luôn ạ. Chọn loại ca sĩ bí ẩn số 5 ạ. Đội khách mời đã chọn loại ca sĩ bí ẩn số 5. Và đội chủ nhà thì như thế nào ạ? Thì ở ba bạn nam thì thấy bạn số 1 không hả? Ê, thường lắc vậy là tôi lại đó. Bạn số 1 có một yếu tố giải trí. Giữ lại. Còn bạn số 2 và bạn số 3 thì đúng cái cảm giác thì bạn số 3 vẫn có cái phần gọi là ca sĩ nhiều hơn. Đúng rồi. Cho nên Thiện với Như sẽ quyết định loại bạn số 2. Và chúc mừng ca sĩ bí ẩn số 1, số 3, số 4 và số 6 bước tiếp vào vòng trong. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ bí ẩn số 2. Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi, em đi đâu mùa hoa bỏ lại. Ngoài nắng lên đi về đâu đó, giấc mơ trôi dạt giữa đêm. Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ. Tình giấc bên em một giấc mơ nhẹ. Ngày mai khát khao hay hơn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào. Những cành phong non chiều xưa em nép vào anh, chợt thấy yêu thương giờ hoa xa lạ. Từ tháng năm đó chìm dấu cơn sóng, lang thang chi mùa thu tội tình. Niềm vui nỗi buồn chờ em thức dậy thắm sâu vào đêm. Giờ khuất xa lắm, vườn đã yên giấc. Em đi đâu, mùa hoa bỏ lại. Về thăm núi đồi, hoàng hôn khép lại nỗi đau ngày xưa. Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi mãi. Tha thứ cho mùa thu bé dại. Mài chơi đến muộn, loài hoa lỗi hẹn chết trong vườn khuyên. Thời gian vẫn trôi, căn phòng thao thức hôm nào em đợi em chờ. Nhưng ngày mai tôi còn chẳng tôi nữa thời gian.
về giữa mênh mang ngàn lớp dô bờ. Nhưng ngày mai tôi còn chẳng tôi nữa thời gian, về giữa mênh mang ngàn lớp dô bờ. Đó là ca sĩ bí ẩn số 2, là người mà đội chủ nhà đã quyết định lựa chọn. Dạ, em tên là Tăng Xuân Khoa và nghề nghiệp hiện tại của em là ca sĩ. Là với... nhẹ nhàng đơn giản vậy thôi. Nhẹ nhàng nhưng cứ thẳng vào trái tim. Qua lời chia sẻ vừa rồi thì bạn cũng nhẹ nhàng lấy đi của đội chủ nhà 2.000 điểm rồi. Hồi nãy tôi thấy bạn ngồi và bạn check 1, 2, 3 thì tôi cũng nghi nghi rồi. Cảm ơn bạn vì giọng hát bạn mang đến với chương trình. Chưa kịp làm gì luôn. Khoai, em có thường hay biểu diễn ở những sân khấu nào? Dạ, hiện tại thì em thường hay biểu diễn ở các tụ điểm như phòng trà. Đây là lần đầu tiên mà em được đứng trên một sân khấu lớn như thế này. Nên em hơi run. Và đặc biệt là ngồi ở dưới lại là những bậc tiền bối của mình, đúng không? Cái cột hơi của em rất là tốt nhá. Khẩu hình của em cũng tốt nhá. Em run nhưng mà em vẫn giữ được cái phong độ từ đầu bài đến cuối bài, như vậy là rất là tốt để mà một lần đầu tiên lên sân khấu lớn như thế này. Bạn Khoa có một chất giọng rất là trầm ấm, rất là đàn ông, và đúng cái dòng nhạc bạn đang theo đuổi là dòng nhạc trữ tình, là phù hợp với bạn. Mong rằng trong tương lai bạn sẽ có nhiều thêm những sân khấu lớn, thêm nhiều cơ hội hơn nữa để bạn có thể được trau dồi bản thân mình và càng ngày càng phát triển hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn chị. Cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Ngọc Anh, Như Hoàng Yến. Tin chắc rằng là ngày hôm nay sẽ là một kỷ niệm rất là đẹp của Khoa. Mong rằng là con đường sắp tới của Khoa sẽ rộng mở hơn, tự tin hơn để mình tỏa sáng hơn ha. Em cảm ơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Và tiếp theo sẽ là phần trình diễn bằng giọng hát thật của ca sĩ bí ẩn số 5. Oh.
đó là ca sĩ bí ẩn số 5. Hay, hay. Quá là hay luôn. Và đây, đây là một bài hát mà tôi vô cùng mê từ hồi còn bé xíu. Một trời ký ức đã quay trở về. Rất cảm ơn chị. Còn bây giờ thì chị hãy chia sẻ một chút về mình. Trước tiên, cho Nhân Phượng xin chào bốn tình nguyện viên và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Nhân Phượng có tham gia chương trình này một lần với vai trò là ca sĩ. Dạ vâng ạ. Nhưng mà em hỏi thôi, khoan, người ta đã tham gia chương trình này với vai trò là ca sĩ rồi. Nhưng lần này từ hồi nãy em với Như ngồi ở đây nè, khi mà chị Phượng hát á thì hai khách mời, nếu mà mọi người nên quay lại cái cảnh đó, hai khách chị Ngọc Anh là dính ghế. Còn Yến là gì nè, rất là vui. Thấy được cái sự bất ngờ của những cái khách mời khi mà đến đó, Thiện với Như nhìn cứ nhìn hai người suốt đó. Bây giờ mời nói chung là chị chỉ thấy là chương trình này dễ bị lừa quá. Dạ không biết đâu mà lần cả. Em thì cảm giác mất niềm tin bản thân em rồi chị ạ. Em đã biết được tại sao mà chị cứ thênh thang trên sân khấu này, cứ kệ là tại vì đưa vào một bài hát không phù hợp với chị, cộng thêm những bạn xung quanh quá nhảy. Và cũng thấy là với lại trang phục của chị như thế này là rất là đẹp, rất là phù hợp với ca khúc này luôn. Chị bước ra một cái trong ánh sáng màu hồng rực rỡ như thế này, em biết là đây là bộ trang phục của chương trình gửi đến cho chị hay là của chị tự chọn ạ? Khi mà Nhân Phượng biết Nhân Phượng sẽ hát ca khúc này thì Nhân Phượng đã chọn cho mình một cái áo dài lụa rất là truyền thống và không có thiếu sự dịu dàng và rất là đơn sơ mộc mạc. Và cũng xin chia sẻ với mọi người luôn là chị còn có thêm một tài lẻ nữa đó. Và bây giờ chị hãy chia sẻ với quý vị khán giả là chị đến với ca sĩ bí ẩn với vai trò gì? Lần trước thì Nhân Phượng đến với ca sĩ bí ẩn với vai trò là ca sĩ. Lần này Nhân Phượng đến đây với vai trò mới, đó là Nhân Phượng là nhà thiết kế. Coi ra kìa, coi ra vui quá kìa. Ôi, đau tim quá. Đau tim, sao mà ốm dữ vậy? Cho nên là đội chơi nói Nhân Phượng trên sân khấu là mênh mang. Thanh thang. Chị Phượng đã thiết kế bộ đồ này cho mình. Cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Nhân Phượng xin cảm ơn chương trình đã mời Nhân Phượng có mặt trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị ạ. Qua vòng đầu tiên, đội khách mời chúng ta vẫn bảo toàn 10.000 điểm. Đội chủ nhà với rất nhiều toan tính thì chúng ta bị trừ đi 2.000 điểm, còn 8.000 điểm ạ. Đội khách mời đang dẫn trước số điểm, không biết là diễn biến như thế nào. Chúng ta sẽ cùng quay lại sau ít phút dành cho quảng cáo. Chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Ca sĩ bí ẩn. Và với vòng 2 này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục được thưởng thức phần thể hiện của tứ ca với một ca khúc mà các bạn sẽ vẫn là nhép, vẫn là thể hiện diễn xuất dựa trên nền nhạc đã thu sẵn rồi. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần tứ ca. Âm thầm nhớ tên em, có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ tên em, gót chân đôi khi đã mềm, gọi buồn cho mình nhớ tên. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau, chiều qua bao nhiêu lần tay rời nghe buồn nghe môi sầu, ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu, ngày nào đời thôi có nhau xin người biết đâu. Thank you.
một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi bay lên để bụi đường. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo thêm. Ồ, mà này cậu Huỳnh mở cũng mấy đấy nhở? Xin nhở. Thì cậu Huỳnh bạn áo vàng cũng mấy đấy, cũng kiểu biết hát biết đấy. Bạn bé bé này thì chưa chắc, đúng chị. Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo thêm. Chiều qua bao nhiêu lần môi cười cho mình còn nhớ nhau. Chiều qua bao nhiêu lần tay rơi, nghe buồn nghe vui sầu. Ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đâu. Chiều một mình qua phố, nghe dòng nước vẫn vây quanh. Bước chân nghe quen cũng buồn, lại đời xin con tuổi dài. Còn một mình trên phố, ân thầm nhớ nhớ tên em. Ngoài kia không có nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên. Ngoài kia không có nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên. Ngoài kia không không có nắng mềm, ngoài kia đó là bốn ca sĩ bí ẩn đêm nay với ca khúc Chiều một mình qua phố. Bây giờ thì cả hai đội cho chúng ta sẽ đưa ra những nhận định. Mời Chí Thiện, Hải Như ạ. Với cái phần này thì Thiện cảm thấy rằng là ca sĩ bắt đầu có cái cảm giác ca sĩ nhiều hơn. Ngay cả bạn số 1 ở phần trước rất là nhoi, thì ở này bạn nó ghìm lại, diễn rất là tập trung. Và bạn số 3 Thiện lúc đầu thì cũng không nghĩ là ca sĩ, nhưng mà bây giờ bạn ấy cũng cho một cảm giác ca sĩ luôn. Bạn số 4 thì Thiện vẫn giữ cảm xúc ban đầu của mình là bạn ấy là ca sĩ. Với số 6 thì Thiện cũng bốn người đều là ca sĩ. Là phán đoán chưa? Ủa là đã giờ tính thở coi. Thấy chưa Như, anh nói cho cái gì cho nó có phong độ lại. Tôi không dám nói rồi, mình nói cái gì thì nói rồi đó, thì người ta thấy sao nói vậy, mất mặt quá. Ở phần này thì thấy bốn người đều là ca sĩ. Để cuối cùng con không biết loại ai hết. Và với tiêu chí là cứ tịch ca sĩ là tụi em loại thôi. Khi mà một cảm giác rằng là đội mình đã sai rồi thì nó sai luôn. Tụi em không muốn đúng nữa. Không cần đúng nữa. Anh hiểu không? Tại vì đúng, nếu mà mình sai rồi mình sửa thành đúng nó thường. Người ta là sai thôi, còn em là sai bét nè. Em quyết định là loại bạn số 3. Vì bạn ấy giống ca sĩ nhất. Đó là quyết định của đội chủ nhà, đã loại ca sĩ bí ẩn số 3. Hay là mình bắt chước đội bên kia đi. Tức là đội bên, hai bạn nữ, mình thấy bạn nào có vẻ dáng ca sĩ nhất thì mình chọn luôn, mình loại luôn. Trời đất ơi. Một đội mất bình tĩnh được rồi ạ. Hai bạn nữ ơi, ai là ca sĩ? Bạn số 4 hay bạn số 6 ạ? Vậy thì đội khách mời sẽ quyết định chọn loại ca sĩ bí ẩn số mấy ạ? Ở cái vòng này em cũng thấy cô áo vàng có dáng dấp một ca sĩ hơn. Ừ, chị cũng nhìn rõ hơn là vòng trước. Ừ. Vòng trước thì em lại nhìn thấy cô áo xanh. Và cũng xin chia sẻ thêm một cái thông tin nhỏ nhẹ thôi, là đây là một trong những chương trình nhiều ca sĩ thật nhất. Chắc là 5/6 rồi. Thế biết đâu cả hai bạn nữa cũng là ca sĩ hết. Đúng rồi, hoàn toàn có thể. Thế nên là mình phải cân nhắc. Đi gì nhá? Ừ, ok. 3, 2, 4. Như vậy, đội khách mời đã quyết định chọn loại ca sĩ bí ẩn số 4.
Xin chúc mừng hai ca sĩ bí ẩn còn lại là số 1 và số 6 bước tiếp vào vòng trong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ bí ẩn số 3. Cảm ơn chiếc lá rơi, cảm ơn chiếc lá vàng rơi, nhắc ta biết rằng mùa qua trước ngõ, tuổi xuân trôi theo làn gió. Thu sang để mùa đông về. Cảm ơn những cánh chuồn bay. Cảm ơn những cánh chuồn bé thơ khiến ta nhớ về giấc mơ. Giấc mơ vụng dại một thời hồn nhiên giọt nắng đời nhẹ tênh như thân khó mây. Cảm ơn lúc ta có nhau và cả lúc ta thiếu mới hiểu niềm vui nỗi đau là thế. Khi chuyến tàu đen trễ và sân ga còn đâu bóng dáng người, khi nắng chiều sắp tàn lòng ta vương vấn tình yêu với đời. Cảm ơn đôi mắt em biết cười, cảm ơn tình yêu là có thật, cảm ơn bao điều được mất, cảm ơn vô thường nghe em. Cảm ơn chiếc lá rơi, cảm ơn chiếc lá vàng rơi, nhắc ta biết rằng mùa qua trước ngõ, tuổi xuân trôi theo làn gió. Thu sang để mùa đông về. Cảm ơn những cánh chuồn bay. Cảm ơn những cánh chuồn bé thơ khiến ta nhớ về giấc mơ. Giấc mơ vụng dại một thời hồn nhiên giọt nắng đời nhẹ tênh như thân khó mây. Cảm ơn lúc ta có nhau và cả lúc ta thiếu nhau mới hiểu niềm vui nỗi đau là thế.
chuyến tàu đến trễ và sân ga còn đâu bóng dáng người. Khi nắng chiều sắp tắt, lòng ta vương vấn tình yêu với đời. Cảm ơn đôi mắt em biết cười, cảm ơn tình yêu là có thật, cảm ơn bao điều được mất, cảm ơn vô thường nghe em, cảm ơn vô thường nghe. Cảm ơn vũ đoàn Deep Flow. Hay quá, hay quá. Trời ơi, mình không cần biết là mình sẽ đúng hay không, chỉ biết là bên kia sai rồi. Trời ơi, bắt đầu chị hiểu được rồi, chương trình đó. Dạ vâng ạ, đây là một người quen của Cường. Và mình cũng tình cờ xem bạn này trên Facebook rồi. Chỉ cách đây chỉ khoảng một tháng mình tình cờ mình xem. Yeah. Và hình như là bạn hát ở phòng trà ở ngoài Hà Nội, hát live cũng rất là hay nhá. Dạ. Yeah. Đúng không? Đúng. Dạ. Yeah. Em là Nguyễn Đình Tuấn Dũng, đã có thời gian hoạt động nghệ thuật được gần 20 năm nay rồi. Mà Yến thì cũng đã diễn cùng chương trình với Dũng một vài lần rồi. Còn chị Ngọc Anh thì hát ở nhà em hoài. Ở đâu? Ở nhà người ta. Ôi. Ở trên cassette đó chị. Hết hồn. Dạ. Bà này bà đi hài vết. Mình còn thích bạn đến nỗi mà nhá. Mình đi vào cái chương trình đấy, xong mình tìm xem ai có ai tag tên cái bạn này vào không để khen không, thì mình mới đi theo cái tên tag của bạn đó, xong rồi mình đi vào trang Facebook của bạn ấy, xong mình còn biết là vợ với con có thứ đầm ấm yêu lắm. Cảm ơn chị Ngọc Anh. Em hạnh phúc chưa? Em rất hạnh phúc, cảm ơn anh Cường nữa. Em không nghĩ là em lại được nhiều người quan tâm đến như vậy, mà đặc biệt là chị Ngọc Anh đây. Thì em là Nguyễn Đình Tuấn Dũng, là ca sĩ. Dạ. Yeah. Nhưng mà đừng có đến đây làm thiết kế nữa nha. Anh thấy không? Em đâu có sai. Em nói là hồi nãy ai là người mà em cảm giác là ca sĩ nhất. Em loại. Đó, em đâu có sai. Dạ. Yeah. Chỉ là em sai chương trình thôi. Vậy là mình là mất đi 2.000 điểm đó. Dạ vâng. Dạ, yeah, thật sự luôn, có những lúc mình phải thừa nhận cái khả năng của mình nó có giới hạn. Đúng. Nên anh không cần tân bóp đâu, khán giả coi là biết hai đứa em. Còn khi mà tụi em giỏi rồi thì anh không cần nói nữa. Đó, đúng không? Rồi. Còn hôm nay thì em biết là em không biết gì. Dạ. Dạ, nói thiệt đi. Và một lần nữa xin cảm ơn Tuấn Dũng đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tuấn Dũng xin cảm ơn anh Cường, cảm ơn hai đội chơi. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Hay lắm. Tạm biệt anh. Tạm biệt. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của ca sĩ bí ẩn số 4.
Cảm ơn vũ đoàn Diplo. Hát hay quá, xinh gái quá. Và rất là dịu dàng đúng không? Em xin chào anh Mạnh Cường cùng các anh chị nghệ sĩ. Em là Hạnh An và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời. Em thấy con gái người ta không? Ca khúc Huế và em rất là ngọt ngào. Không biết là em có ai, có người thương, người thân hoặc là em là người Huế không? Dạ, em không phải là người Huế mà em là một người con của miền Trung. Em ở Nghệ An ạ. Đây là dòng Nghệ An. Vậy thì bây giờ em hãy chia sẻ ha. Em đến đây với vai trò là ca sĩ hay là với vai trò gì? Và cũng xin được bật mí với mọi người luôn. Đây là người mà đội chủ nhà chúng ta đã dành cho phần cược khởi điểm. Số điểm bao nhiêu thì chưa biết. Đây là một chút tự trọng còn sót lại của đội em. Nếu mà nó rớt luôn thì em với Như bút xe đi về. Dạ, em tới đây với vai trò là ca sĩ. Thật là thốt lại lòng tự trọng. Thốt lại. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Vòng một mình đã chắc chắn là bạn này. Sao công nhận chương trình này hay ghê nhỉ? Chương trình này viết ra cái kịch bản game này hay. Lừa mấy người đi làm khách mời như tụi mình ghê quá. Bất ngờ. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dạ, em là một ca sĩ thì em hay hát ở các phòng trà và đi hát các sự kiện, event. Và em hát dòng nhạc dân ca trữ tình bolero ạ. Quá hợp với em. Và hiện tại thì em cũng đang học thêm để có thể bản thân có thể khám phá thêm nhiều điều mới hơn nữa. Và chúc cho hành trình sắp tới của em sẽ nhiều may mắn hơn ha, rực rỡ hơn. Cảm ơn em đã đến với chương trình hôm nay. Thưa quý vị, như vậy là qua vòng 2 thì đội khách mời hiện nay có 8.000 điểm. Và đội chủ nhà thua đều 2 vòng, thế nên là mình còn có 6.000 điểm mà thôi ạ. Tuy nhiên, mình không biết là cược khởi điểm của mỗi đội dành cho ca sĩ của mình là bao nhiêu điểm. Những sự hấp dẫn sẽ cùng tiếp diễn sau ít phút dành cho toàn ca. Chào đón quý vị đang quay trở lại với chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố cược khởi điểm. Đội chủ nhà đã cược khởi điểm dành cho ca sĩ Bí ẩn số 4, đó là 4.000 điểm. Và đội khách mời dành cho ca sĩ Bí ẩn số 3, số điểm cược là 3.000 điểm. Vẫn hơn tụi em 1.000. Vẫn hơn 1.000. Dạ, như vậy là đội khách mời là 11.000 điểm. Dạ. Và đội chủ nhà chúng ta đó là 10.000 điểm. Tuy nhiên, mọi diễn biến có thể xoay ngược chiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần mini game. Chúng ta sẽ cùng đến với mini game thấp ai cao hơn. Mỗi đội sẽ có một thành viên là cầm một tờ giấy, còn thành viên còn lại sẽ dùng những cái ly đó để xây nên một cái tháp. Đội nào cao hơn sẽ là đội chiến thắng. Tuy nhiên, trong quá trình xây tháp như vậy á thì Cường sẽ đổi người, thì ngược lại người đang cầm giấy có thể trở thành người cầm ly để xây tháp. Và 1, 2, 3 bắt đầu. Em cầm một tay luôn hả? Nếu như mà tháp rơi là coi như là mình phải xây lại từ đầu nha. Dạ. Rồi đổi người ạ. Đổi người. Cái người đang xây tháp sẽ cầm giấy. Đừng sợ. Dạ, từ. Có cả đổi người hả? Coi như công sức của mình từ nãy tới giờ. Ráng cố gắng lên ạ. Dạ. Rồi. Bên đây ạ. Đúng rồi đó. Bên đây thì như thế nào? Mình phải làm như thế nào để cái tháp mình cao nhất nha? Đó. Còn giờ. Đừng anh, đừng lo. Được. Mình còn giờ. Còn giờ. Sao anh cầm rung rung vậy?
Đừng rung. Anh đâu có rung. Đừng sợ. Mười. Chín. 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 Ba. Hai. Một. Hết giờ. Ôi giời ơi. Dạ rồi. Bằng xem nào. Ba. Hai. Một. Làm lại ạ. Trời ơi. Thiện ơi. Anh. Mình làm trong vòng 10 giây thôi nha. Anh 10. 9. 8. 7. 3. 2. 1. Hết giờ. Bằng nhau tiếp. Và cái cuối cùng. Cái cuối cùng. 10. 9. 8. 7. 6. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Dạ. 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 Mình vừa cao đúng 1 ly. Người xếp lên khó hơn là người giữ. Vâng ạ. Và đội chủ nhà chúng ta đã trở thành đội chiến thắng. Chúc mừng đội chủ nhà. Dạ, cảm ơn nghe mấy bè. Trời ơi, như thắng Mini Game luôn. Lần đầu tiên thắng Mini Game hết hồn. Hay vậy trời. Với sự khéo léo tuyệt vời, chính vậy mà đội chủ nhà chúng ta đã giành chiến thắng trong phần mini game vừa rồi á. Rõ ràng. Quá trời. Nên đội chủ nhà chúng ta có cơ hội là chọn hay không chọn ca sĩ bí ẩn số 7. Chúng ta sẽ cùng đến với ca sĩ bí ẩn số 7. Và bây giờ thì cho chúng tôi được lắng nghe giọng thật của ca sĩ bí ẩn số 7 đi ạ. Ta ước mơ được trở về thăm Huế, thăm quê xưa, làng cũ, con đò đưa. Nói giọng dễ thương à. Em cảm thấy bộ trang phục này nó có vẻ khá là kiểu biểu diễn đó anh. Đúng hả? Rồi, yeah. Và cách của ca sĩ bí ẩn bước ra sân khấu cũng vậy nữa. Ca sĩ bí ẩn số 7 bước ra sân khấu rất là tha thước luôn. Dạ. Yeah. Đúng không? Rất là tha thước, rất là nền nã. Dạ. Vậy thì đội chủ nhà quyết định là chọn hay không chọn ca sĩ bí ẩn số 7? Bây giờ đội chủ nhà sẽ có những lựa chọn như sau. Ca sĩ bí ẩn số 7, số 1 và số 6. Dạ, số 1 thì em chia sẻ thật là ngay từ vòng đầu lại muốn loại, loại rồi. Dạ. Dạ. Nên em không định giữ lại để làm gì. Dạ. Và số 6 là cũng nhân vật mà em cũng không chọn ngay từ đầu. Thật ra trong tay tụi em vốn gì nó không có gì. Số 6 với số 7 á, thì anh vẫn phân vân nha. Mình đã các bạn lật ra là rất là nhiều ca sĩ rồi, thì cái xác suất mà số 6 nó cũng ít, đúng không? Tụi em quyết định chọn phương pháp loại trừ. Đúng rồi, dạ. Loại trừ nó khoa học hơn. Dạ, thì em cảm thấy nếu mà tính về phương pháp loại trừ thì loại ca sĩ thì chính tay tụi em cũng đã loại được rất nhiều ca sĩ rồi. Đúng rồi. Dạ. Cộng thêm cái sự hỗ trợ bên đây là 3 ca sĩ nữa. Một chương trình chỉ có 7 ca sĩ bí ẩn thôi mà đúng. Hết 3 ca sĩ bị loại rồi. Không lẽ chương trình hai người còn lại nằm ca sĩ nữa đúng. Không lẽ chương trình này tới 5 trên 7 ca sĩ. Đúng. Đúng không? Làm vậy là không hợp lý. Em cảm thấy như vậy là bất công với tụi em. Tại vì có chọn như thế nào thì tụi em cũng sẽ loại ca sĩ thôi. Yeah. Nên em hy vọng là bằng một cái bài toán và chiến lược thông minh của hai đứa em. Đúng. Hai đứa em sẽ chọn bằng cách đó là all in. Đặt hết vào ca sĩ bí ẩn số 7. 7. Như vậy là đội chủ nhà đã quyết định chọn ca sĩ bí ẩn số 7 với điểm cược là 10.000 điểm. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Em đặt tên cho ca sĩ bí ẩn số 7 này là niềm tin còn sót lại của em. Niềm tin còn sót lại. Niềm tin còn sót lại. Dạ. Và chị là hy vọng của đội em. Dạ. Dạ. Cảm ơn ca sĩ bí ẩn số 7 ạ. Mời ca sĩ bí ẩn số 7 vào bên trong ạ. Thấy chị cười khúc khích. Không biết là chị vui hay là chị cười mình nữa. Còn bây giờ đội khách mời ạ. Chúng ta còn hai ca sĩ, đó là ca sĩ bí ẩn số 1 và số 6. Số 1 thì rất là... Em chia sẻ này thêm để cho chúng ta thêm phần rắc rối. Đó là thực sự là có rất nhiều người người ta đa tài. Người ta vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, vừa là người mẫu. Nhưng mà quan trọng là họ đến đây họ đăng ký với vai trò là gì. À, vậy thì bây giờ mình quyết liệt trong cái việc là chọn ai ca sĩ bí ẩn số 1 hay là số 6. Cảm nhận của hai chị. Và đội khách mời quyết định đặt cược vào ca sĩ bí ẩn số 6. Số 6 ạ.
Và đội khách đã quyết định đặt cược vào ca sĩ bí ẩn số 6 với số điểm là 10.000 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ bí ẩn số 1. Nhớ đến ra rời nước mắt rơi, biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu, giữ riêng anh tủi thân đến lạ. Nếu còn yêu thương nhau tự tình sẽ trở lại thôi, héo mòn ba thu qua chờ hoài đâu thấy. Dành trọn hết niềm tin để yêu nhưng nhận lại chỉ là tổn thương. Tóc ai đã phai màu theo gió sương. Dành trọn hết niềm tin để yêu đến cuối cùng chẳng ai ở lại, chỉ còn mình anh nơi đây đau đến tận cùng. Dần lòng không còn thương còn nhớ nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại. Chưa một ai thật lòng thương anh, dàn lòng không còn thương còn nhớ cả sao hy vọng đến cố chấp nhạt nhòa bờ mê trong giấc mộng si, nhạt nhòa bờ mê trong giấc mộng si. Cảm ơn vũ đoàn Diplo. Và đó là ca sĩ bí ẩn số 1. Không biết là bạn đến đây với vai trò gì, nhưng mà Cường thì biết đây là chàng trai rất là đa tài. Còn bây giờ thì bạn hãy giới thiệu một chút xíu về mình nè. Dạ, xin chào hai đội chơi, chào tất cả quý vị khán giả. Mình là Thịnh Leon. Thì ngày hôm nay đứng tại sân khấu của ca sĩ bí ẩn thì em rất là hồi hộp á, đứng trước rất là nhiều thần tượng nên thành ra em run dữ lắm, không dám đỡ mà làm sai một cái. Thì cho tới thời điểm này thì chị cũng chưa thấy đúng đâu. Nên em đừng run nữa nha Cưng. Dạ, mục đích của em là để cho mọi người tưởng em là ca sĩ thiệt, nhưng mà em hôm nay đến đây với vai trò là một diễn viên. Chưa kịp gì luôn. Chưa kịp. Nhưng mà em có biết là cái yếu tố mà để em ở lại tới cuối chương trình là vì cái gì em hiểu không? Dạ, hồi nãy em có nghe rồi, là sự giải trí. Không phải. Đó là sự thương cảm. Tội nghiệp quá trở lại. Có gì đâu em. Gục ngã. Trời, cảm động đúng không? Không, vậy em có cần một lý do khác không? Dạ sao ạ? Anh cho em một lý do khác. Tại vì tụi anh vô tri. Tại vì tụi anh vô tri. Dập đầu gối. Rồi, cảm ơn Thịnh Lê Ông đã đến với ca sĩ bí ẩn. Và như anh nói đó, là Thịnh Lê Ông là một người nghệ sĩ rất là đa năng. Mặc dù là mới chạm ngõ rất là nhiều những lĩnh vực, nhưng mà anh thấy em nỗ lực rất lớn luôn. Và anh tin rằng là với nỗ lực đó thì em sẽ còn đi xa hơn, thành công hơn nữa ha. Dạ. Em dễ thương quá trời. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón phần thể hiện của ca sĩ bí ẩn số 6. Trời, là còn hát ra này thì là ca sĩ không? Đang đi qua lối đó, mình hôn bay theo gió. Sạt cà phê vẫn đó mà chẳng có mùi hương, bay theo đôi bàn chân. Nàng đi qua lối đó, nhiều anh hay đứng ngó. Giọt cà phê tôi uống ô thật chẳng làm sao hương phai từ thuở nào. Nàng đẹp dịu dàng như làn mây qua ngã tư này, mang về đây mùa thu lá rơi đầy, khiến bao anh cà phê tí tách rơi, từng ngày trông ngóng dáng em.
vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, vì một làn tóc ngỡ như mây trời, hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài. Cảm ơn vũ đoàn Diplo. Giọng hát rất là hay, và bên cạnh đó là cái phong thái biểu diễn vô cùng tự tin và quyến rũ luôn. Dạ, em xin chào anh Cường và hai đội chơi ạ. Dạ, em tên thật là Nguyễn Ngọc Anh. Vâng. Thời gian của em là An Nguyễn ạ. An Nguyễn. An Nguyễn. Dạ, rồi còn bây giờ thì bạn hãy chia sẻ xem là bạn đến đây với vai trò là gì nè. Tôi là Ngọc Anh, tôi đến đây với vai trò ca sĩ. Wow, Ngọc Anh đã mang về cho đội Ngọc Anh một số điểm tuyệt đối rồi. Hình như ai tên Ngọc Anh cũng là ca sĩ nhỉ. Nhưng mà tại sao tên đẹp Ngọc Anh rồi mà tại sao phải là An Nguyễn? Tại vì là nếu mà em theo ca hát ấy ạ, thì đã có chị Nguyễn Ngọc Anh. À, chỉ là Ngọc Anh thôi. Chị vâng, không có, chị và không có một chị Nguyễn Ngọc Anh sau mai nữa. Em không thể lấy Ngọc Anh nữa. Đối với em thì em nghĩ là không phải chỉ mình em đâu, mà em nghĩ là đối với rất nhiều người thì chị Ngọc Anh là thần tượng. Ôi, chị bé rất là xúc động ạ. Chị cảm ơn, nhưng mà thật sự là chị rất là thích những ai mà cũng cùng tên với mình. Tên là Ngọc Anh ấy, chị thấy nó cũng là một loài hoa rất là đẹp. Thì nếu như mà sau này em còn cảm thấy là vẫn có thể thì giữ lại tên của mình là Ngọc Anh. Nhưng ai tên Ngọc Anh đều hát hay á. Cái lúc đầu chị Ngọc Anh nói là Ngọc của em tưởng ôi trời, sao biết tên em? Sao chị biết là tên em rồi? Sao chị biết rồi? Em bị giật mình, xong rồi mỗi lần anh Cường cứ nhắc là chị Ngọc Anh, chị cho là em mỗi lần là em giật mình tại nhắc đến tên em cứ đang định dạ yeah. Em đang định dạ. Đấy, thế là lúc đấy quay trở lại với trí nhớ của mình, cái lúc mà chị hỏi là hai bạn kia ai là ca sĩ thì bạn này bạn ấy quay chỗ khác, tức là bạn ấy không dám nhận vào ca sĩ nhưng có nghĩa là bạn là ca sĩ. Rất may là chúng mình đã chọn đúng. Chúc mừng nha. Với phần chia sẻ vừa rồi đến từ An Nguyễn thì đội khách mời chúng ta bây giờ là có 21.000 điểm. Chúc mừng. Với 21.000 điểm đó thì là bao thắng. Bao thắng rồi anh. Dạ, dù sao dù em thắng em vẫn có 10.000 điểm. Không, là bao thắng thì là chắc chắn thắng rồi. Nhưng mà mình thua là thua có ê chề không, lại còn chờ đợi kết quả. Anh phải đợi cái khúc ê chề của mình rồi. Rồi, cảm ơn An Nguyễn rất là nhiều ha. Ngày hôm nay em đến đây và lúc mà em thể hiện biểu diễn như vậy thì mọi người đều thấy là em là một cô gái rất là tự tin, hát hay còn xinh đẹp nữa, thì tội tình gì mình không có thành công rực rỡ hơn nữa. Rất đúng là triển vọng luôn ấy. Rất là triển vọng. Chị chúc mừng em, cái con đường của em sẽ càng càng tiến xa. Em cảm ơn các anh các chị rất là nhiều. Em cảm ơn chị và anh chị. Chào An Nguyễn. Dạ, em chào anh ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của ca sĩ bí ẩn số 7. Còn nó vác tấm xanh phai mờ.
từng ngày thênh thang con đường, một lần đau một lần thêm thương lắm cõi trần gian. Giọt cà phê đắng mặn nồng trong mắt, dù tình yêu đó như dòng sông cứ cuốn quanh. Người ngồi im ngắm lục bình trôi mãi, nhìn dòng đời đưa những chiến đò ngược xuôi. Nhặt một vỏ ấm lặng nghe tiếng hát của vũ trụ bao la đã tan hòa trong ta. Bờ lòng thanh thoát nhẹ như chiếc lá, bình yên im rơi giữa miền mang. Mùa thu đầy nắng. Chiều hồng một lần tuyệt vọng, một thời bão giông trôi cũng qua. Cuộc tình ngày ấy người quyến luyến mùi hương xưa, ký ức giữa màn mưa vẫn em dịu dàng trắng giữa vô thường. Nhật nguyệt còn in dáng hình, người vẫn còn đó, chú nắng trên vai mòn. Năm tháng yêu thương này, một đời ơn dài tình sâu rồi cũng qua. Rồi cũng một tiết mục vô cùng tuyệt vời. Xin cảm ơn. Và xin được cảm ơn hai người đã hỗ trợ cho ca sĩ bí ẩn số 7 của chúng ta. Đó là ca sĩ Lê Minh Đức, guitar Hoàng Minh. Và trước khi chia tay với hai anh thì em rất là muốn được lắng nghe những chia sẻ của hai anh là tại sao hai anh lại nhận lời tham gia hỗ trợ cho ca sĩ bí ẩn số 7 của chúng ta. Trước hết Minh Đức xin thân ái kính chào tất cả quý vị. Minh Đức cũng sinh hoạt hát ở các phòng trà tại thành phố Hồ Chí Minh và biết chị Nhiên An sáng tác những cái bài và có những chất liệu rất là nhẹ nhàng, truyền một cái năng lượng rất an lành đến mọi người, mà Đức lại cũng hay hát cho những chương trình mà có chất liệu như vậy nên cảm thấy đồng điệu và đã thu âm rất là nhiều bài hát của chị. Chỉ mà đây là một cơ hội để mà Đức cũng hỗ trợ chị để mà đáp ơn lại những bài hát của chị. Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ đến từ ca sĩ Lê Minh Đức và guitar Hoàng Minh ạ. Cảm ơn hai anh rất nhiều ạ. Thưa quý vị, đây là ca sĩ bí ẩn số 7. Chị vừa từ nước ngoài trở về và tham gia vào chương trình ca sĩ bí ẩn. Có thể nói rằng đây là một người đã tạo nên một không gian vô cùng khác biệt cho chương trình ca sĩ bí ẩn. Một không gian mà em thấy giống như là một buổi chiều tà và những người bạn thân ngồi bên cạnh nhau để nhìn lại một ngày trôi qua, và dù nó có buồn hay nó vui rồi nó cũng sẽ qua. Quan trọng là mình tìm thấy sự an nhiên trong lòng mình. Khá là đúng. Trang Nhiên An được xin chào tất cả mọi người. Trước chương trình ca sĩ bí ẩn đã có một cái dịp tình cờ nghe được một cái album nhạc của Nhiên An, thì có trao đổi với Nhiên An thì Nhiên An rất vui và có một cái lời mời là Nhiên An là sẽ hát luôn một trong ba cái bài mà chương trình chọn.
thì Nhiên An thấy đó là một cũng là một cái dịp rất là hay để mà những cái bài nhạc của Nhiên An cũng đến được với nhiều người hơn, những cái người nào mà có thể khi nghe người ta như được vỗ về an ủi. Thành ra là Nhiên An nhận lời và rất là vui. Và bây giờ chị sẽ chia sẻ là tôi đến với chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn với vai trò là tôi là Nhiên An, tôi đến với lại chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn với vai trò là đúng không? Tụi em quyết định chọn vào phương pháp loại trừ. Đúng rồi, dạ. Phương pháp loại trừ nó khoa học hơn. Dạ, all in. Đặt hết vào Ca Sĩ Bí Ẩn số 7. Em đặt tên cho ca sĩ Bí Ẩn số 7 này là Niềm Tin Còn Sót Lại của em. Niềm Tin Còn Sót Lại. Niềm Tin Còn Sót Lại, dạ. Và chị là hy vọng của đội em. Nhạc sĩ quá à. Sáng tác, người sáng tác nha. Là người viết những bài hát cho ca sĩ hát. Đó là nhạc sĩ à. Thôi không sao đâu chị à. Tại vì thật ra âm nhạc á, thường thì nó sẽ làm cho mọi thứ nó vui hơn, buồn hơn. Nhưng mà cái bài hát của chị lúc nãy á, với cái cách hát của chị á, và cả guitar nữa, nó mang cái tính chất nó gợi nhớ lạ lắm. Chị cứ hát là hát thôi. Và cái cảm xúc của chị đó truyền qua được tụi em. Và cũng đúng có một câu mà em cũng rất là thích. Và nó đơn giản thôi nhưng mà nó chứa đựng cái ý nghĩa mà em cảm thấy cảm nhận được, đó là rồi cũng qua. Dạ, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Cảm ơn chị rất nhiều. Rất là cảm ơn những chia sẻ của các bạn. Và Nhiên An rất là vui và có cảm giác là đúng là mình ngồi chuyến bay mười mấy tiếng là quá xứng đáng. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của chị. Và rõ ràng là những bài hát của chị mang đến cho chương trình ngày hôm nay, cách thể hiện của chị trong chương trình hôm nay đã mang đến cho tất cả những ai có cơ hội được xem một cái cảm giác rất là an lành. Và vì an lành như vậy, thế nên là bây giờ cái số điểm nó chênh lệch dữ dội lắm. Quên ha. Giờ tỉnh lại. Chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho đội khách mời đã trở thành đội chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay với 21.000 điểm. Và đội chủ nhà mặc dù là không có còn điểm nào hết trơn hết trọi, tuy nhiên vẫn mang đến những niềm vui cho người khác, đúng không nào? Dạ, chương trình cũng có một món quà gửi tặng cho chị. Và mong cho chị luôn có nhiều sức khỏe. Và kỷ niệm chương này sẽ là một cái kỷ niệm chị sẽ nhớ về chương trình, cũng như nhớ về cái phần thua của tụi em, cũng như là chiến thắng ngoạn mục của hai nữ ca sĩ đẹp ở đây ạ. Dạ. Dạ, thưa quý vị, chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Không, bây giờ em đã lỡ làm MC rồi thì em giới thiệu luôn đội khách mời. Ngồi ở ngay vị trí khách mời mà em nhường luôn hả? Em nhường luôn, tại vì chị không nhường em cũng thắng. Đừng nhắc nhắc gì em nữa. Em rất là quý mến Thảo Như. Và ngày hôm nay cũng đúng kỷ niệm một năm. Ngày trước là em được gặp Thảo Như ạ. Và hôm nay lại được gặp đúng sân khấu này. Đó là một cái niềm hạnh phúc đối với em. Đã vậy, còn không tin anh nữa. Thôi, tôi nói quen dữ lắm mà không tin tôi. Cái dáng dốc và cái cách bạn đi rất là tự tin. Và khi bạn thì em nghĩ, ôi là rapper ta.